Đồng hồ vang vọng xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay đồng hồ vang vọng rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bác một chiếc đồng hồ của Pháp. Như trước mắt các bác đang nhìn, đây là một chiếc đồng hồ của Pháp có thương hiệu là Iros. Khi các bác thoạt nhìn lần đầu tiên thì các bác thấy một cái điểm gì đấy rất là giống với đồng hồ Odo của Pháp phải không các bác? Nhưng không, đây là thương hiệu Iros. Bởi thương hiệu Iros đã có những cái rất là nhiều cái giống như của Odo. Bởi vì Iros cũng là một trong những cái thương hiệu mà cùng một nhà máy với Odo các bác ạ. Vì thế nó có rất nhiều cái đặc điểm mà giống nhau. Em nói ví dụ như cái thùng này. Và tí nữa em sẽ soi vào cái bộ gông. Nó có một cái điểm cũng giống như bộ gông của đồng hồ 3610 mang của gông M. Và đây là một phiên bản đồng hồ Iros có một chiếc thùng thiết kế với hình dài các bác ạ. Nó tựa như những chiếc đồng hồ Odo 36 vậy. Bởi thế mà đã có rất nhiều bác đã sưu tầm và lấy cái vỏ đồng hồ này để nắp sang với những chiếc đồng hồ Odo 36. Vì thế mà đã có rất nhiều các bác đã mua nhầm phải những chiếc vỏ, tất nhiên là vẫn là vỏ Tây, vỏ xịn, nhưng nó không đồng bộ các bác ạ, không đồng bộ, không ăn theo đúng form của nhà sản xuất. Nhưng riêng đồng hồ vang vọng thì luôn luôn tôn trọng các bác với cái nguyên bản của một chiếc đồng hồ, để khi các bác lưu trữ và truyền lại cho thế hệ tương lai sau này thì nó nhất định mang một cái giá trị lịch sử rất tuyệt vời của thế giới về cái nền kỹ nghệ cơ khí rất đặc biệt, phải không các bác? Sở hữu một cái thùng như em đã nói ở trên, hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên với hình dáng rất là đẹp. Bên ngoài được ép với các lớp clear rất đặc trưng như này, đặc trưng của Iros bác ạ. Và đây, hai bên bao giờ cũng thế. Iros luôn luôn tô điểm với những cái chùm hoa rất tinh tế như này. Và cả trên cái tán tường này nữa các bác ạ. Đặc biệt đây là một trong những chiếc đồng hồ với cái mặt bát giác đứng. Mặt bát giác đứng với số in quốc tế. Nhưng khi nhìn vào cái số này các bác ạ, là các bác nhận ra ngay đây là đồng hồ Iros. Và đặc biệt là cái kim này nữa, mang đặc tính của một chiếc đồng hồ Iros Pháp, chứ không thể lẫn vào một cái đồng hồ nào khác được. Bởi vì người Tây, người ta từ xưa, người ta đã rất là tôn trọng cái bản quyền, đặc biệt là cái danh giá của một thương hiệu. Người ta luôn luôn giữ một cái danh giá đấy một cách rất là tuyệt vời, không thể pha lẫn với các cái thương hiệu khác được, phải không các bác? Bên dưới được làm với một cái kính rào rất điệu nghệ như này. Như giới buôn chúng em, giới sưu tầm chúng em thường gọi là, đây gọi là cái tấm kính gọi là kim cương các bác ạ. Nói thế thôi. Tất nhiên là kính rào thì nó sang rồi các bác ạ. Rất đặc biệt. Bây giờ em xin được mở bên trong để cùng được chia sẻ với các bác với một cái chất âm của một chiếc đồng hồ Iros chỉ đứng đằng sau của Odo thôi các bác nhá. Cho nên là nó sẽ có một cái chất âm thanh rất tuyệt vời. Các cái nút khiếc này còn nguyên vẹn đấy các bác này. Đây là một trong những chiếc đồng hồ cũng còn nguyên bản 100% các bác nhé. Đây các bác ạ. Với máy vách đồng các bác ạ. Máy vách đồng vàng 3 ổ cót hoạt động cho các bác 1 tuần. Cho 2 bản nhạc các bác ạ. Riêng chiếc đồng hồ này cho 2 bản nhạc. Đương nhiên là bản Westminster truyền thống và một bản rất nổi tiếng của Pháp nữa. Và đây như ban nãy em nói, củ gông này. Khi các bác nhìn vào củ gông này thì các bác, nếu các bác sành chơi, các bác để ý nó có cái nét gì đấy rất giống với đồng hồ Odo 3610 mang cái củ gông M. Nhưng đây là củ gông của Iros các bác nhé. Iros rất đặc biệt. Và bây giờ em xin được test cái tiếng chuông để các bác thả mơ và đánh giá. Đây là cần gạt bản nhạc các bác ạ. Bây giờ em sẽ test cái bản nhạc Westminster trước để các bác thẩm âm và đánh giá. Chắc chắn chiếc đồng hồ này sẽ mang lại cho các bác một cái âm thanh các bác không thể không vừa lòng. Rất hay. Bởi đây là một trong những phiên bản cao cấp của Iros với 8 gông đồng các bác ạ.
cho các bác chất âm rất ấm áp. Vừa rồi là bản Westminster với điểm 11 tiếng, chỉ 11 giờ. Bây giờ em sẽ cho test một đoạn nhạc của bản nhạc rất là nổi tiếng của hãng Eros này. Đây các bác, các chị đẩy cái cần này, kéo cái cần này ra ngoài. Là bản nhạc thứ hai sẽ được thể hiện trên chiếc đồng hồ này. Vừa rồi em test thêm một đoạn nhạc của bản thứ hai rất là nổi tiếng của hãng Eros. Đặc trưng của hãng Eros, chỉ có Eros mới có cái bản nhạc này các bác ạ. Rất đặc biệt. Và đến đây, đồng hồ vô vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.